Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền diện tích bề ngang 530 thì quay về hướng Tây Bắc. Lộ giới trước nền thì hiện thời là lộ bê tông 2m. Thì cặp theo con kinh gạch thì ở đây là nhà cửa rất là đông đúc luôn. Thì cách chợ Miếu Ông thì khoảng chừng gần 1 km. Thì con gạch này là gạch sơn. Thì vô trong đây thì cũng gần cuối cái ngọn gạch sơn ha. Thì sẽ có một cái nền 530. 530 thì nó từ mấy cái cây dừa này ha. Đi qua tới cây mồ ôm đây là 5m. Chạy dài vô là 30m. Đất này đất cây lâu năm. Thì giá dao động khoảng 790 củ. 790 củ sở hữu ngay. Thì khoảng 790 triệu sở hữu ngay một miếng đất quay về hướng Tây Bắc 530, pháp lý cây lâu năm. Thì ở đây nhà cửa rất là đông đúc, cái đường này đi thẳng vô trong thì còn nhà rất là đông đúc luôn. Đây điện nước wifi đầy đủ luôn ha. Đó, đi đường này đi dài vô trong, nhà cửa dài vô trong thì rất là nhiều luôn. Đó, thì ở đây cũng như là nó có miếng đất trống rồi ha. Đó, nó cũng giống như vậy luôn. Nhưng mà bên đó tại không có phát quang, thành ra thấy nó bụi rậm, cây cối tùm ha. Đó, đất thì vậy nè. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế khi vừa ý gặp chỗ mình thương lượng mua bán. Giá dao động thì 790 triệu sở hữu ngay. Đó, đây thì có con kinh gạch ở phía trước đất, quay vừa hướng Tây Bắc. Cách phường Long Tiền khoảng chừng gần 1 km, cách chợ Miếu Ông khoảng 1 km. Thì vừa để tới đại học FPT đâu đó tầm khoảng chừng gần 2 km là tới đại học FPT, bệnh viện Nhi Đồng, đường Nguyễn Văn Cừ đồ luôn ha. Này thuộc vùng ven của trung tâm thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Đại học Y Dược khoảng 4 km nha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì alo số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì dừa trên đất thì có dừa dưới ba cái chuối rồi nè, dưới mấy cây cây này là chuối nước nha. Thì từ vị trí nền sẽ chạy ra cái đường chợ Miếu Ông cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Đây là cái đường đi thẳng ra chợ Miếu Ông, ranh góc thì rất rõ ràng luôn nha. Ở đây nhà cửa thì khích gịch chứ không, này con kinh gạch. Đây là đường 3m 4m xe tải nhỏ vô tới trong đây nha. Xe tải nhỏ là vô tới vị trí nền, nếu xe du lịch nhỏ thì vô tới vị trí nền được luôn. Không, nhà cửa khích gịch chứ không. Đó, nhà nè. Nhà thích gịch chưa không? Thì một cái nền thuộc phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thì 530 quay về hướng Tây Bắc, giá dao động khoảng 790 củ thì sở hữu ngay, 790 triệu sở hữu ngay. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán. 530, 150 mét cây lâu năm. Ở đây thì đăng ký lên thổ cư khoảng 1,2 triệu một mét vuông. Đường này là đường 4m nè. Dài ra ngoài thì nhà cửa cũng rất là đông đúc luôn. Dân ở đây thì cũng dễ chịu, dễ mến ha. Cũng rất là hiền, không có không giữ gì hết. Đó, nhà cửa hai bên kích luôn. Một cái nền thì gần trung tâm thành phố Cần Thơ thì 150 mét vuông mà chỉ có 790 triệu sở hữu ngay. Đường này thì ra khúc này thì độ 4m,
cách chợ từ vị trí nạp ra chợ Miếu Ông thì khoảng 800 m, chưa tới 1 km trong gạch sơn. Đây gạch sơn của phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, lộ giới 4 m luôn ha, nhưng mà chưa làm 4 m, chỉ làm 2 m một đoạn, đoạn 4 m. Đây là bắt đầu tới khu vực phường Long Tiền ở chợ Mỹ Ông rồi. Số điện thoại 0396 40 0040, dẫn quý cô chú anh chị em đi coi đất nha. Số điện thoại 0396 40 0040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi đất, đi dưới gặp chủ mình thương lượng mua bán nha. Giá 790 sẽ còn thương lượng nha. Đây là con đường Bùi Hữu Nghĩa, gạch Miếu Ông, qua anh cầu là chợ Miếu Ông nè. Để chạy qua anh chợ cho quý chú anh chị mình xem luôn. Đây là cái chợ ha, chợ thôn quê thì bán đầy đủ hết trơn, có bách hóa xanh đầy đủ luôn. Đây khu chợ Cao Quả rồi. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.